Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực hư câu chuyện nhận nhầm nạn nhân đã làm dư luận xôn xao. Những ngày qua, theo đó nạn nhân bị tai nạn giao thông, sau đó ra đi và trong lúc gia đình đang lo hậu sự, thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cho rằng người nhà nạn nhân đã trôn nhầm người thân của mình. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đã nhiều ngày sau sự việc khi hữu nhận nhầm xác con, nhưng những người thân của anh Lê Văn Cường, sinh năm 1995 ở Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, vẫn chưa hết băng hoàng. Vợ chồng ông Lê Văn Va, 58 tuổi, và bà Phan Thị Gái, 60 tuổi, là bố mẹ của Cường, cứ nghẹn ngào như người dở dậy cười đó rồi lại khóc òa. Cả hai ông bà đều cho rằng tưởng họa lại gặp phúc. Có điều niềm vui gia đình đoàn tụ của chúng tôi giờ lại là nỗi bất hạnh mất con trai của gia đình nhà bên ấy. Chuyện bắt đầu từ chiều tối ngày 17 tháng 9 năm 2014. Cường cùng với cậu bạn thân là anh Võ Văn Phôn, sinh năm 1997, ngụ khu tái định cư 1, thôn Thái Dương Hạ Trung, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đeo nhau đến nhà của một người bạn ở đường Lê Thánh Tôn để tụ tập. Sau một trầu nhậu đến say mềm, Cường và mấy người bạn trong hội lăn ra ngủ. Riêng Phôn vì có điện thoại của bạn gái nên phải lái xe máy chạy đi. Bấy giờ đã 2 giờ 15 phút ngày 18 tháng 9, ngay gần sân bay Phú Bày, thị xã Hương Thủy. Do có hơi men trong người nên phôn không làm chủ được tay lái, loạn troạn, tự gây tai nạn cho mình. Cú đâm mạnh khiến phôn ra đi ngay tại chỗ. Điều kỳ lạ và trở thành câu chuyện bi hài là không phải gia đình nạn nhân phôn nhận được tin báo tử, mà lúc 3 giờ sáng, gia đình anh Cường lại nhận được cuộc điện thoại. Đây có phải là số điện thoại người thân của anh Lê Văn Cường, 19 tuổi, chú xã Hải Dương, thị xã Hương Trà không? Hiện tại anh Cường gặp tai nạn giao thông ở thị trấn Phú Bài, đề nghị người nhà lên nhận xác. Quá bất ngờ vì nhận được tin dữ, không kịp suy tính gì, ba mẹ con bà Phan Thị Gái, gồm cả con gái con rể, vội tất tả vượt gần 50 km đến ngay hiện trường, trong đêm đen duy nhất, ánh đèn đường chiếu sáng, một người nằm cuốn chiếu, chỉ có chiếc xe máy và áo sơ mi cùng chiếc điện thoại di động là vật chính chủ để người thân nhận dạng. Vậy là mấy mẹ con bà gái vội gạt nước mắt, nén nỗi đau, ký vội vào biên bản giao nhận rồi thuê xe đưa người thanh niên xấu số trên về nhà để sớm lo hậu sự. Trắng đêm và sáng sớm hôm đó, cả thôn Thái Dương Hạ Bắc trở nên nhốn nháo đến lạ. Do quá bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi của con trai nên vợ chồng ông Pha và bà gái chỉ biết nằm khóc ngất. Bà con trong thôn biết tin giữ, nghĩa tử là nghĩa tận nên không quản ngại đêm khuya đến chia sẻ đau thương với gia đình nạn nhân. Người giúp một tay dựng dạp thuê kèn, đem trống, kẻ khác lại tất tả đi mua hàm, gọi người khâm liệm để chuẩn bị làm lễ nhập quan cho nạn nhân. Rồi khi Bình Minh bắt đầu le lói xóa dần màn sương đêm thì cũng là lúc chuyện ly kỳ động trời đã xảy ra. Giữa tiếng ai oán khóc thương, khói hương nghi ngút thì bất ngờ Cường xuất hiện. Cường không phải là từ người đã được khâm liệm bật dậy, cũng không hề có chuyện hồn về nhập xác mà Cường bằng xương bằng thịt lừng lững từ ngoài cổng bước vào giữa đám tang. Cường xuất hiện gây ra một sự hỗn loạn lớn, người thân, đám âm binh và cả rất đông dân làng đang tụ tập vừa thấy Cường đã hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy họ vừa chạy vừa la hét ma về ma về bà gái ông va đang khóc lóc thở than thấy con trai xuất hiện không thể nói được lời nào mà cùng nhau ngất lịm riêng ông cậu ruột của cường khi nhìn thấy cháu lừng lững xuất hiện thì sự mê tín của ông đã lên đến đỉnh điểm ông nhất nhất cho rằng là cường cháu ông mất oan nên thánh ma hiện hồn vậy là ông quơ lấy báo nhang nhắm vào cường vừa đánh vừa la vừa xua đuổi khiến những người chứng kiến một phen hoảng sợ thêm cứ bắt trước ông hì hụp lầm rầm cúi lạy cho mãi đến khi anh Cường lớn tiếng khẳng định là mình chưa mất, một số người bạo gan quay lại ôm chặt lấy Cường, sờ và nắn, thì bấy giờ cả gia đình và bà con láng giềng mới tin Cường còn sống. Nhưng loạn vụ người mất trở về chưa yên thì cả nhà ông và bà gái lại nháo nhác cả lên vì không biết cái xác đang nằm ở trong nhà là con cái nhà ai. Ngay cả anh Cường vì bị hỏi dồn dập quá cũng quá bất ngờ với chuyện xảy ra nên không thể đoán được người mạo danh mình đang nằm trong quan tài là ai. Sự việc cũng nhanh chóng được cấp báo lên công an xã Hải Dương để xác minh làm rõ danh tính người gặp nạn. Thật bất ngờ, người mất không phải ai xa lạ mà chính là anh Võ Văn Phôn, sinh năm 1997, ngụ khu tái định cư 1, thôn Thái Dương Hạ Trung, là cậu bạn thân của Cường. Và nguyên nhân có sự nhầm lẫn ly kỳ này là vì trước khi gặp tai nạn trên đường về, do say và vội vàng nên Phôn mặc luôn áo của Cường, rồi cầm cả điện thoại, mượn luôn chiếc xe máy của bạn để phóng đi. Ngày ngày hôm sau, gia đình ông và bà gái trở nên nổi đình nổi đám khắp xã, khắp huyện bởi chuyện ly kỳ nhận nhầm con và đang giữa đám tang thì người mất đột ngột trở về. Chính quyền địa phương cũng gặp phải chuyện cười ra nước mắt bởi hai gia đình hoàn toàn khác nhau lại đến báo tử cho duy nhất một nạn nhân trong cùng một vụ tai nạn và phải hoán đổi tên nạn nhân từ Lê Văn Cường thành Võ Văn Phôn. Ngay cả chính gia đình người mất thật là anh Phôn ban đầu cũng không chịu tin là con mình đã mất vì tai nạn giao thông. Theo lời kể của người mất sống lại Lê Văn Cường thì anh đã biết việc anh phôn mất ngay trong đêm ngày 17, dạng sáng ngày 18 tháng 9. Nhưng việc gia đình anh Cương nhận anh phôn là con trai rồi đem về nhà để làm tang lễ thì thật sự là không tin nổi. Đêm đó khi đã tỉnh rượu, anh Cương định chạy xe về nhà thì phát hiện là phôn đã mượn xe máy, mượn điện thoại của mình đi từ trước. Điện vào số máy của mình, thì không phải phone nhận điện mà lại là một người xưng là công an cho biết. Người giữ máy điện thoại và đi chiếc xe máy Yamaha Exciter của Cường đã gặp tai nạn giao thông cách đó 3 tiếng đồng hồ. Ngay lập tức, thay vì trở về nhà, Cường lên cùng bạn chạy đến nhà phone để báo tin giữ cho gia đình. Nhưng 3 đến 4 giờ sáng chạy đến nhà phone kêu cửa báo tin thì Cường lại bị anh trai của phone là Võ Văn Thừa, sinh năm 1995, mắng tê tát vì đang đêm nông năng mùi rượu mà dám nói bậy. Chưa hết bi hài, cha mẹ của Phôn là ông Võ Long 48 tuổi và bà Phan Thị Loan 40 tuổi, cả ngày hôm ấy đi đánh cá ở phá Tam Giang, được báo tin là con mình mất nhưng lại đang được phía nhà anh Cường lo khâm liệm, tang chế, thì họ lại bán tín bán nghi. Thậm chí ngay cả khi đến tận nhà anh Cường để nhận con nhưng cũng không tin, mà cho rằng có sự nhầm lẫn gì nữa đây. Bởi Cường và Phôn là bạn thân của nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, ngoại hình rất giống nhau, chỉ đến khi cha mẹ Phôn đòi phải cởi áo thi hài ra xem xét, thấy hình xăm ở vai đúng là của Phôn thì mới chịu nhận con. Vậy là gia đình Phôn vừa nhận lại được con trai, vừa được gia đình anh Cường bàn giao tất cả áo quan, hương đèn để về nhà lo tăng ra. Sang nhận chuyên đề, ông Nguyễn Văn Cường, phó trưởng công an xã Hải Dương cho biết chuyện của anh Võ Văn Phôn được người nhà của anh Lê Văn Cường nhầm lẫn đưa vào nhà để lo hậu sự là hoàn toàn có thật. Lực lượng công an xã đã trực tiếp có mặt tại gia đình và cũng đã xác minh nguyên nhân mà anh Phôn mất là do tai nạn giao thông. Về thông tin và lời đồn đoán cho rằng nạn nhân Phôn đã ăn trộm xe, điện thoại, lấy luôn áo của anh Lê Văn Cường rồi trong đêm phóng vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Nhưng vì lo sợ, chạy xe quá nhanh nên mới gặp nạn là hoàn toàn không có căn cứ. Việc một số đối tượng đã lợi dụng sự đau thương mất mát và sự nhầm lẫn đáng tiếc giữa hai gia đình nạn nhân là Phôn và Anh Cường để tung tin đồn thổi có sự hoán đổi thế mạng là việc làm hoàn toàn mê tín dị đoan. Đây chỉ là một sự trùng hợp và sơ ý của gia đình các nạn nhân nên dẫn đến sự việc khi hữu này Người dân không nên tin lời đồn thổi, gây hoang mang và ảnh hưởng đến uy tín cũng như là tinh thần cho gia đình nạn nhân phôn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!